Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin nóng Euro 2024. Sau đây chúng ta cùng điểm qua một vài trận đấu đáng chú ý vừa mới diễn ra. Italia với Thụy Sĩ, có một Thụy Sĩ đầy chất ý. Kết thúc vòng bảng Euro 2024, Thụy Sĩ là một trong những đội tệ nhất xét về các chỉ số tấn công. Về kiểm soát bóng, họ chỉ xếp thứ 16 trong số 24 đội. Về số pha dứt điểm trúng khung thành, họ chỉ xếp thứ 18. Nhưng Thụy Sĩ vẫn đường hoàng bước vào vòng 1/8 với tư cách đội nhì bảng A. Họ thậm chí đã có thể chiếm được suất đầu bảng của Đức nếu không vì một bàn thua muộn trong trận đấu quyết định. Vậy thì điều gì làm nên sự đáng sợ của người Thụy Sĩ? Đó chính là những phẩm chất đã làm nên thành công cho bóng đá Italia. Tính tổ chức tuyệt đối trong phòng ngự và sự sắc bén kinh người trong những pha tấn phản công. Ở vòng bảng, với chỉ 3 bàn thua, Thụy Sĩ là một trong số những đội bóng có hàng thủ tốt nhất, đó là về phòng ngự. Còn ở mặt trận tấn công, với tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng lên tới 16,7%, họ là đội dứt điểm hiệu quả thứ hai, chỉ sau có đội tuyển Áo. Nói chung, về Thụy Sĩ thì chúng ta có thể nói một cách tổng quát rằng đó là đội bóng không dễ đánh bại được các đối thủ khác, nhưng cũng không dễ bị đánh bại. Italia hơn ai hết hiểu được điều này. Họ đã không thua Thụy Sĩ ở 11 lần đối đầu gần nhất trên mọi đấu trường, nhưng trong 6 trận gần nhất thì có tới 5 trận kết thúc với tỷ số hòa. Hai trong số đó là ở vòng loại World Cup 2022. Vì những trận hòa này, Italia đã phải đi đá play-off và thất bại đáng xấu hổ trước Bắc Macedonia đã khiến các nhà đương kim vô địch châu Âu phải ở nhà xem TV. Thành bại ở tuyến giữa. Ở Euro 2021, Italia lên ngôi nhờ một hàng tiền vệ đẳng cấp thế giới, hiểu nhau, bổ sung cho nhau tuyệt vời và quan trọng là tất cả chơi bóng với phong độ cao. Jorginho lúc ấy vừa vô địch Champions League với Chelsea, Verratti còn chơi bóng đỉnh cao và cả hai hợp với Barella thành một bộ ba vừa có khả năng kiểm soát, vừa có sự cơ động và tính chiến đấu cao. Ở ngoài sân, Locatelli hay Pessina luôn sẵn sàng xung trận để tạo ra sự tươi mới. Tới Euro 2024, Italia không còn có được sự dồi dào ấy nữa. Huấn luyện viên Spalletti cũng không có đủ thời gian để xây dựng một hàng tiền vệ gắn kết theo cách mà Mancini đã làm. Đã thế, Italia còn mất Verratti, Sancata, Jorginho không còn duy trì được phong độ trong màu áo Arsenal, trong khi Pessina hay Locatelli thì đã không còn là chính mình. Ông Spalletti không còn cách nào khác là phải sáng tạo một hàng tiền vệ mới, trong đó chỉ có Barella là chắc suất, ở một mức độ đáng tin cậy thấp hơn là Jorginho. Những vị trí còn lại đều bỏ ngỏ. Ông Spalletti vì thế cũng đã phải xoay đội hình liên tục, từ 4-2-3-1 rồi lại tới 3-4-2-1 hoặc 4-2-3-1, và thử nghiệm một số cái tên, nhưng dường như chưa có phương án nào thực sự có thể khiến cựu huấn luyện viên của AS Roma cảm thấy yên tâm. Đó không phải là vấn đề của Murat Yakin. Trận này Thụy Sĩ sẽ phải xáo trộn đôi chút đội hình ở vị trí chạy cánh phải khi Sylvain Whitmer bị treo giò. Nhưng về cơ bản thì đây không phải là vấn đề lớn. Bởi vì trái tim trong lối chơi của đội bóng xứ đồng hồ vẫn ở đó và vẫn hoạt động bền bỉ, hiệu quả. Với Granit Xhaka, Frozler, Thụy Sĩ đang sở hữu một tấm lá chắn toàn năng ở trung tâm hàng tiền vệ. Họ chịu khó chạy, giỏi tranh chấp và quan trọng là luôn biết đưa ra những giải pháp chuyền bóng tốt nhất, đặc biệt là ở vị trí của Xhaka. Quan trọng không kém, Xhaka và Frozler luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các cầu thủ ở phía trên. Không quá khi nói rằng sự năng động của những người như Fabian Rieder hay Jan Doi chính là chìa khóa trong lối chơi chuyển trạng thái của Thụy Sĩ. Người Đức đã được nếm đủ vũ khí này, người Ý hãy coi chừng đó. Đội tuyển Đức thay đổi đội hình đấu Đan Mạch, Havertz giữ chỗ, thần đồng Leverkusen sẽ bị thay thế. Nhiều đầu báo tại Đức tiết lộ khi đội tuyển Đức đối đầu Đan Mạch đêm nay ở vòng 1/8 Euro 2H30/6, huấn luyện viên Julian Nagelsmann sẽ có sự thay đổi quan trọng trên mặt trận tấn công của đội. Chân sút Niklas Fulkrug, người đã góp công đưa Dortmund vào chung kết Champions League và ghi bàn gỡ hòa ở trận gặp Thụy Sĩ, sẽ được trao vị trí đá chính. Đức đã vượt qua vòng bảng chỉ sau 2 trận với những thắng lợi thuyết phục trước Scotland và Hungary, nhưng cần một kết quả hòa ở lượt cuối với Thụy Sĩ để an toàn vào vòng knockout với vị trí nhất bảng, mặc dù vị trí này lại đặt họ vào nhánh đấu khó hơn. Thụy Sĩ đã dẫn bàn trước nhưng Fulkrug vào sân từ ghế dự bị và có bàn thắng quân bình 1-1 ở phút 90+2. Đã ghi được 2 bàn sau vòng bảng, tờ Bild cho biết Fulkrug sẽ được đá từ đầu trước Đan Mạch trong vai trò trung phong nhưng anh có thể không phải sự thay đổi duy nhất của Nagelsmann. Jamal Musiala cũng đã ghi 2 bàn và chắc chắn sẽ đá chính, nhưng Nagelsmann dự định gạt Florian Ost ra khỏi đội hình xuất phát và sẽ giữ Kai Havertz để đá bên cạnh Fulkrug. Theo Bild, lý do của sự thay đổi vị trí của Ost đến từ việc thần đồng của Bayer Leverkusen đã đá ở 3 đấu trường cuối mùa trước và vào chung kết ở cả 2 giải cúp, cúp quốc gia Đức và Europa League. Ost nghỉ trước giải ít hơn bất cứ cầu thủ Đức nào tập trung ở giải này ngoại trừ Toni Kroos và Antonio Rudiger, nên ở vòng bảng Anh tỏ ra khá đuối về thể lực ở 2 trận gặp Hungary và Thụy Sĩ. Giữa 3 tiền vệ công là Musiala, Ost và Ilkay Gundogan, Ost thể hiện có phần mờ nhạt hơn cả và Nagelsmann đánh giá anh có lẽ nên được sử dụng từ ghế dự bị tùy theo tình thế.
Chưa kể mặc dù thắng Scotland và Hungary tương đối dễ, ở trận gặp Thụy Sĩ tuyến giữa của Đức đã bị Thụy Sĩ lấn át đầu hiệp 1 và Nagelsmann thấy rằng dùng Havertz, người chịu khó pressing và có thể lực bền bỉ hơn, vẫn là lựa chọn tốt so với dùng Earth. Bên cạnh đưa Fulcrack vào đội hình đá chính, án treo giò của trung vệ Jonathan Tah sẽ mở ra cơ hội cho Nico Schlotterbeck để đá cặp với Rudiger, người bị đau nhẹ trước trận nhưng đã tập bình thường hôm thứ 6 vừa qua. Các vị trí còn lại của đội hình Đức dự kiến không thay đổi. Chơi có trách nhiệm, chọn nơi uy tín. Truy cập ngay tề.mi/kto, nhận ngay 50k miễn phí trải nghiệm.